Mến chào tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay em quay trở lại với cô gái bán xôi trong suốt thời gian qua đang nổi trên cộng đồng mạng, được sự yêu thương và giúp đỡ của tất cả mọi người và được sự giúp đỡ của tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị mua xôi ủng hộ. Thì hôm nay em quay trở lại để nhìn cô gái rất là xinh xắn, nhỏ nhắn, một người con gái 28 tuổi, người miền Trung, rất là nhỉ nhảnh ra, đáng yêu lắm. Nhảy chuyện combo ha. Xôi đi chị ơi. Xôi chị nó quay lên đây, quay quảng cáo cho. Quay cái gì nói đi. Cái đồ đồng hả? Em mới ăn xong. Mới ăn một quán đồ đồng nổi tiếng ở dưới ngay chỗ Trung Kỳ. Đắt quay nó quay luôn ha. Chị chỗ nào? À cho bao nhiêu một phần xôi xéo? Gà 15 ạ. Em có xào bông heo không nha? Gà bông này hả? Tôi mua một phần. Cái này cho bông gì? Quan trọng là đầy duyên thôi. Đầy duyên. Dạ em rồi chị ơi. Nói chung cộng đồng mạng rất là yêu quý Dung. Rồi rất là nhiều người ta ủng hộ. Từ xa chạy xe máy anh đã gặp. Một chú ở dưới Đồng Nai lên ủng hộ nàng dâu. Dạ rồi ạ, à, anh xôi xong thôi. Mới rồi. Sao bây giờ nó thành công? Có một anh từ phương xa đến Đồng Nai xuống ủng hộ 5 quả xôi và đi về với cô chú chị. Đúng là cái sức hút của em gái Ngô Dung này rất là mạnh đối với cộng đồng mạng. Cho nên tụi em cũng ở từ xa, sáng sớm là 5 giờ đã dậy rồi, cũng mới chạy đến đây gặp cô gái Ngô Dung này. 5 rưỡi anh đã chạy rồi. Anh đã chạy 3 giờ dậy rồi. Muốn gặp người đẹp là dậy tranh thủ ngủ không được luôn ha. Dậy sớm á, thấy không? Xôi bắp rất là thơm luôn. Quá có bắp. Cái cách nấu nấu xôi nó rất là ngon ha. Khô ha. Xôi bắp mà nấu khô á. Nhìn xôi rất là dẻo, xôi bắp rất là dẻo. Rất là dẻo, rất là thơm. Út ơi ăn chay nè, không bỏ cái gì để Út coi tính anh của anh bao nhiêu nha. Ở đây có bán xôi chai nha quý cô chú anh chị. Hôm bữa em có quay và em cũng chia sẻ và em cũng mai mốt làm app nó đi Dung, làm app đi, nhiều người biết đến người ta. Em đặt cái app để nhiều lúc người ta ở nhà ủng hộ em thôi. Nó hay hơn. Có nhiều khán giả muốn mua xôi từ xa mà thích mua làm sao á. Nó mốt hàng dài nhập qua bên Mỹ nữa em hiểu không? Một cô gái bán xôi mà trong thời gian qua cũng gây
rất là xôn xao trên cộng đồng mạng với quý anh chị. Qua sầu chai để ghê, sầu chai có 10 ngàn à. Dạ 50 con. Dạ đúng rồi. Là không ăn được, để không ăn, không ăn được. Sầu chai 10 ngàn, xôi đầy đủ 15. Đủ là 15. Vậy mà bữa dám lấy anh 15 nha. Mỗi lần cười là mỗi lần cười là thấy cái đồng tiền liền ha. Tâm lại ghép vô Tâm, đứng như sau em á. Làm ba bác ba xéo tiếp đi hôm qua thì đặt. Đó, người ta đặt rất là nhiều luôn. Nói chung là tất cả anh em bên đây quay và được rất là nhiều người ủng hộ. Đúng là một cái nét đẹp, nó có rất là lợi. Anh còn nghiên cứu về chị đẹp cho để bắn sầu đi theo Dung á. Ủa lên nào hả? Đó, lại có một chú nữa ở quận 8 đang ủng hộ. Đây uống. Cầm vậy cầm tới chiều luôn á, chân cầm chân. Tại cầm đây không biết mệt rồi đứng trước mặt người đẹp á. Xung thêm một cái món xôi gì mới không à em? Dạ em chưa à. Chưa hả? Với hai món này thôi phải không? Dạ. Đây, nói chung ra là rất là nhiều cô chú anh chị từ phương xa đến đây để ủng hộ một cô gái xinh đẹp người miền Trung, rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Nếu như mà nhiều anh chị ở nước ngoài á bình luận á cái ước gì về mà ăn được cái gói xôi xéo của Ngô Dung từ nước ngoài về á, chắc chắn về sẽ ghé, cái sức hút và rất là mạnh luôn. Mùi xôi rất là dẻo và thơm quý cô chú anh chị, rất là ngon. Tại vì cái cách hấp nó có một cái bí quyết nữa đúng không Dung? Phải có bí quyết chứ. Mỗi lần cười lên là muốn rụng tim luôn quý cô chú anh chị. Cái anh đứng cái bên em mà đi từ 3 giờ sáng tới giờ là anh đứng đây à, nãy giờ cứ em hứng cái miệng anh hoài luôn á trời ơi. Nói chung là rất là vui, nói chung là đến đây vừa thứ nhất là quay và ủng hộ em Dung có động lực bán mà không biết mệt. Nhất là vừa bán vừa vui, vừa bán là cũng vui đó ha. Bán thêm mà cái thằng camera này mai mốt mình có học hỏi nó là đó, nó kẹp đùm lum á, nó kẹp chỗ nào nó kẹp cũng được hết. Ồ, nó kẹp đó một cái nữa hả? Ồ, nó đổi hướng rồi. Ừ, hướng đổi hướng. Đổi qua hướng này. Đổi hướng liên tục luôn. Nhìn gói xôi rất là thơm quý vị anh chị. Anh chay hay là bình thường? Không trả, không trả.
rồi người ta ăn chay. Tại vì người ta nhiều người ta đúng rồi, hỏi người ta ăn chay không trả mà bỏ trà bông vô đó, hỏi người ta kỹ. Tại vì em đang mùng một á. Rất nhiều giờ điểm mới được 4 ngày rồi quý cô chú anh chị, nhưng rất nhiều cô chú anh chị từ phương xa đến để ủng hộ cái TikTok của Ngô Dung, cũng rất là nhiều cô chú anh chị cũng đến. Đây là quả xôi, có thể là mình ăn chay không bỏ những cái món mặn vào. Chắc chắn là ngày mai sẽ đông. Đó. Rồi bắp. Hai xéo một bắp. Chưa ngủ dậy á. Em Dùng bán liên tục cùng với tôi chú gì. Hôm nay là ngày lễ cho nên là ít có nhà chưa đi làm á. Những cô chú anh chị khách chưa đi làm cho nên là cũng hơi gắn chút xíu, nhưng mà bán không kịp luôn. Tại vì rất là nhiều cô chú anh chị nhiều nơi đến ủng hộ. Những gói xôi rất là hấp dẫn. Hai gói đó. Muốn năm người khách luôn. Tới gì vậy? Ở đây mở thêm cái quầy cà phê nè, cà phê đen 10.000, cà phê sữa 12. Đó, quý cô chú anh chị nào mà sáng nay ghé mua xôi thì sẵn luôn, ghé đây mua cà phê luôn nha. Để trả cho, để trả, trả rồi. Đại nhớ ly anh nói chút trả cho nha. Mà
đứng đây quá không biết là các cản trở anh Dung bán không ta. Hôm nay là những một số anh chị em về quê chưa đi làm á, cho nên đã đi làm rồi chắc chắn là phải bữa trận luôn. Có thêm xe cà phê, uống cà phê vừa ăn xôi vừa ngồi ở đây ngắm em Dung luôn. Mình nên đứng từ xa xa chút xíu để cho em Dung buôn bán xíu. Quá đông luôn rồi. Nói chung một cô bán xôi mà có hai trợ lý, thường thường một giám đốc là có một trợ lý thôi, nhưng mà em Dung này bán xôi là có hai trợ lý, một trợ lý giao xôi, một trợ lý gọi là nhận xô để nấu, có thể là nấu đám tiệc này, cúng mấy cái xô cúng này đó, mà em Dung là đều làm được hết nha quý cô chú anh chị, nên đặt ủng hộ cho em Dung. Hôm nay hình như là thêm một trợ lý nữa là ba trợ lý nè, mấy bữa là hai thôi. Hình như là cái chú này giống như gì kiều gì quá. Có những cô chú anh chị từ Đồng Nai, từ quận 9, Bình Dương, chỉ cần ghé đây mà mua một gói xôi thôi, rồi nhìn nhìn em gái Ngô Dung này rồi quay về. Sáng có chú kia từ Tây Tân xuống đây mua xôi luôn hả? Rồi mấy cô chú anh chị nó rất là ủng hộ, rất là tình cảm, rất là tâm quý. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy Dung từ phía xa thôi nhé, tại vì chúng để cho mặt tiền che buông quá. Nhanh lên nha, làm xôi nhanh lên nha. Một phút 30 giây phải gói 5 gói xôi nha. Rất là nhiều cô chú anh chị từ xa đến ủng hộ, ủng hộ qua những cái TikTok của em Dung và ủng hộ qua cái những trang của anh em YouTube lan tỏa, cho nên là và những cái gói xôi rất là thơm, rất là dẻo với chú anh chị. Nữa đây.